và Michelle cũng không có theo dõi đó. Nhưng mà nếu mà nói mà đúng cái luật á, theo Michelle biết á, thì là phải qua hội đồng thành phố, hội đồng thành phố chấp nhận, chứ không phải là cô Kimberly Hồ là tự là nói là như vậy. Thành ra nếu mà nói vì cái lý do đó mà bãi nhiệm cổ thì cái điều đó cũng là không đúng sự thật. Đúng. Cái vấn đề thứ nhất là thành phố chưa bao giờ lên 1.5. Thành phố Westminster chỉ có lên 1 chấm cái thời cách đây 2 năm, là cái đó là nguyên cả hội đồng thành phố đã chấp thuận, chứ không riêng gì ông Tạ Đức Trí, hoặc là không riêng gì bất cứ một nghị viên nào, cả hội đồng thành phố 5/0. Tại vì hồi đó ngân sách đã bị lũng, bị thâm hụt quá nhiều, cho nên phải tăng thuế từ 8 chấm lên 9 chấm. Có, cái đó có, chỉ có một lần đó đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ nói là Kimberly Hồ, bà Kimberly Hồ lên 1.5%, Chris là người làm truyền thông và đi sát với cộng đồng, Chris chưa thấy cái tin đó nó ở đâu. Và nếu quý vị nào mà có thì gửi cho Chris về cái link đó. Và Chris cũng có lên trên OC Register đó để mình coi những cái news, những cái gì mà nó có vẻ như nó quá chiêu, nó quá lại đó, thì tự điện OC Register nó săn lùng cái tin đó liền. Mà bây giờ cái tin đó mình không có, cũng giống như Chris cũng có lên cái website của thành phố Westminster cũng không thấy một cái link nào mà nói bất cứ người nghị viên, một trong năm người nghị viên nào mà đòi tăng lên 1.5% hết. Cho nên đó quý vị cư dân á, chúng ta phải sáng suốt để mà chúng ta quyết định một cái vấn đề gì, thì quý vị nên hỏi những người có sự hiểu biết về cái vấn đề đó, chứ đừng có để cho những người mà vì cái mục đích riêng tư mà thúc đẩy quý vị làm một cái điều gì đó mà quý vị không có nắm vững, mà chỉ ký, đừng có bao giờ ký những cái giấy tờ gì mà mình chưa hiểu rõ cái vấn đề bên trong đó. Thì vì sao chị có cái lời khuyên cũng như là anh em chúng tôi trong cái chương trình này đó, chúng tôi không có đứng về phía ai hết á, không có nhu cầu đó, và không có cái nhu cầu để đứng về phía ai hết. Nhưng và Michelle cũng lưu ý là chương trình của Chris Phan với Michelle Đỗ đó là chỉ là một cái thông tin và thời sự để lên anh em chúng tôi chia sẻ với quý vị thôi, không có một cái vụ lợi nào. Chúng tôi không có phải chia sẻ để mà được bấm quý vị bấm like một cái là chúng tôi không có kiếm tiền ở trên YouTube gì hết đó. Cho nên những cái đề tài chúng tôi đưa ra không phải là những cái hot đề tài để mà chiêu dụ quý vị vô coi chương trình để bấm like. No, chúng tôi không có cái nhu cầu đó. Chỉ là anh em chúng tôi có thời gian thỉnh thoảng thì lên đây tâm sự với quý vị, chia sẻ với quý vị những gì chúng tôi nghĩ và cái chính kiến của riêng mình thôi, để mà mình chia sẻ với nhau nghe thôi nha quý vị nha. Vâng, cái cộng đồng Việt Nam chúng ta nó quái chiêu lắm. Do một nhóm người bên này hoặc là một nhóm người bên kia. Nhưng mà tôi thấy tất cả những 4-5 ông nghị viên ở đây đa số là Đảng Cộng Hòa thường thường hết. Và đa số gì đó là ủng hộ Đảng Cộng Hòa nhá. Bây giờ trong Đảng Cộng Hòa đấu đá với nhau và cộng đồng đấu đá với nhau, mấy người không bao giờ ngồi lại với nhau, không bao giờ có một chuyện gì mà nó xung khắc một tí xíu, không có bao giờ mà ngồi lại debate. Debate là chúng ta tranh luận để đưa ra một cái quyết định tốt đẹp nhất, rồi chúng ta bầu, tự nhiên thấy khác mình là cho là kẻ thù liền, là sỉ vả, là chửi bới, là đàn áp, là bè diễu và áp đặt. Bây giờ có nghĩ như thế nào nếu mà có những cái vấn đề họ không thể giải quyết được với nhau, nghĩa là họ không thể nào ngồi xuống để giải quyết với nhau, tại có những cái chuyện mà nó nặng nề quá. Thì thí dụ như là riêng cá nhân Chris thì Chris nghĩ thế nào, nếu mà Chris là người trong cuộc đó, thì Chris mình nghĩ là mình có nên console, giống như trong hôn nhân á, thì hai vợ chồng mà cự nhau mà đi tới ly dị, thì trước khi ly dị thì ra phải gặp counselor để mà mỗi bên là hear you out. Còn ở trong cái vấn đề mà tranh cãi mà xung đột giữa mấy người nghị viên và là thị trưởng như thế này á, thì Michelle suy nghĩ ngoài làm cách nào để họ, hay là có một cái tổ chức nào, hay là một cái nhân vật nào trong cộng đồng mà có thể ngồi lại để mà thật sự cái đầu tiên đó,
là bốn nghị viên gốc Việt của chúng ta, họ nếu họ thật sự mà vì cộng đồng, mà vì cái cư dân này đó, thì họ tự giải quyết được. Còn họ tự họ vì cái tôi của họ, vì cái tôi của họ cho nên đó, người này đó, mà nói trật một cái nó không giống ý là nó chặt chém liền. Thật sự bốn người nghị viên hội đồng thành phố là nó vậy đó. Đó, rồi chưa kể những cái những thầy suối, thầy dùi ở phía sau nữa đó. Cho nên bây giờ để cho tình trạng nó ra đến nông nỗi này đó, là trình độ về đạo đức và trình độ kiến thức về chính trị họ không có. Họ không có một cái chính trị, cái kiến thức về dân chủ. Nếu mà kiến thức dân chủ, anh khác tôi thì that's ok. Đó, anh khác tôi, anh đấu lại tôi thì that's ok. Nhưng chúng ta phải ngồi lại debate. Debate để làm gì? Tìm cái, ô, đến một lúc nào đó mình cảm thấy nhiều người ủng hộ người đó, mình phải tự suy nghĩ mình. Ủa, mình phải có, mình làm gì mà người ta ít ủng hộ mình? Tại sao ủng hộ cái người đó? Đó, cho nên mình phải về suy nghĩ, về học hỏi để lần sau đi bay mình lại đưa ra một cái thông điệp nào đó, mình thuyết phục người ta nghe mình và thuyết phục cái người người cạnh tranh với mình nghe mình đến một mức độ nào đó, chứ không phải người Việt chúng ta mà khác nhau cái là bắt đầu nói là cộng sản đưa ra. Người Việt chúng ta có nhiều cái mũ lắm, cho nên dư dễ tặng nhau lắm, cho nên dễ chụp vô cái mũ cộng sản. Mày là Việt cộng, mày là Việt cộng nằm dùng, mày là cộng sản, mà tất cả mấy người đó còn là toàn là hậu vệ của Việt Nam, con của cơ con cho con của người lính Việt Nam Cộng Hòa không ạ? Mình nói cái gì nè, nhớ không cái thời cái lúc mà anh em mình làm chương trình giọng tổng thống Trump á, Michelle chỉ lên nói một cái từ ngữ thôi, mà cái từ ngữ đó nó là có thể là vì sao không còn một cái từ ngữ, không biết dùng cái từ ngữ nào khác, chỉ dùng một cái từ ngữ là bức xúc thôi đó. Mà có nhiều chú nhiều bác gọi cho Michelle nói cô không xứng đáng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, cô là cái dùng cái từ ngữ của cộng sản. Thì Michelle mới bấm số gọi cho cô giáo mà giáo sư dạy Việt văn của Michelle ở San Jose, mà nói cô ơi cái chữ đó trong cái từ điển Việt Nam của mình vào trong Việt văn không, mà cô cái chữ bức xúc đó em tức quá em nói cái chữ đó trên đài, bây giờ em bị các chú các bác nói rằng em không xứng đáng tự xưng em là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, em dùng từ ngữ cộng sản. Vâng, thật sự nói tí xíu về ngôn ngữ, thật sự mấy người không có dùng ở đây, người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại không dùng chữ bức xúc, chứ thật sự trong chữ bức xúc nó có cái từ ngữ trong cái từ điển của chúng ta nhá, từ điển của miền Nam Việt Nam, mà ít người dùng, cứ dùng chữ tức giận, cái chữ ấm ức. Nhưng mà cái chữ bức xúc mà trong trường hợp của một xeo đổ đó là rất là đúng. Chữ bức xúc là làm gì? Cái sự tức tối đó phải giải quyết liền, cho nên gọi là bức xúc. Cái chữ bức xúc là nó vậy, tức tối quá, giận quá, nhưng mà mình phải giải quyết thì gọi là bức xúc. Chứ không có gì, đừng có bày đặt nói là ngôn ngữ gì, ngôn ngữ không có ngôn ngữ nào của cộng sản đó. Chỉ có ngôn ngữ của dân tộc Việt thôi. Ông nào nói có ngôn ngữ cộng sản là mấy ông sợ cộng sản quá rồi, ám ảnh cộng sản. Mình mất miền Nam chưa sợ, chưa đủ buồn hay sao, chưa đủ tiếc nuối sao, hay giờ dâng hiến cái ngôn ngữ Việt Nam cho cộng sản. Vậy á, mình sao mới suy nghĩ, mình sao nói ủa, ngày xưa ở miền Nam đó đâu có thấy cái món bún đậu món tôm đâu, thì cái món đó từ Hà Nội có phải có món đó của cộng sản mang qua Việt Nam không, mà qua bên đây á, nhà hàng nào cũng có cái món bún đậu món tôm hết á, thì không được thì ăn được, ăn cái món bún đậu mắm tôm của người Hà Nội mang vô thì được. Mà cái chữ bức xúc Michelle lỡ nói một câu thì nói là Michelle không xứng đáng là thật sự mấy người Michelle Chris tại hồi từ đó giờ Michelle không nói cho Chris nghe cái vụ đó nha. Chris sẽ giải thích liền, tại mấy ông nó không học tới cái chữ đó, không dùng tới chữ đó, mấy ông cho chữ đó là cộng sản. Không có ngôn ngữ nào của cộng sản, nó ở trong rừng ra làm gì, nó ngu thí bà luôn, nó làm gì nó có ngôn ngữ. Nếu mà cộng sản có ngôn ngữ thì nó đã tốt đẹp, và nó đã đem cái đất nước của chúng ta, con người và dân tộc và đất nước nó phát triển nhờ cái ngôn ngữ và văn hóa. Văn hóa đạo đức, văn hóa tiến triển và ngôn ngữ tốt đẹp thì từ đó thì sẽ có cái đất nước tốt. Mà cộng sản không có, nó trong rừng ra, cái chữ bức xúc mấy ông phải lật từ điển ra coi trước đi, có chữ đó. Bức xúc là gì? Là cái sự tức tối mà chúng ta phải giải quyết liền, nó gọi là bức xúc. Rồi, đơn giản vậy thôi. Còn chúng ta trở lại chân tí nữa mình đi hết đi, cái đó nói Chris đã nói đây trên nhiều đài rồi, về cái ngôn ngữ, không có ngôn ngữ nào là của cộng sản hết đó. Tại vì trước cộng sản là ở đâu? Không lẽ trước cộng sản chúng ta người Việt Nam chúng ta không có ngôn ngữ à? Quý vị, trước ngôn ngữ, trước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không có ngôn ngữ à?
không có cộng sản, không có Việt Nam Cộng Hòa nào hết đó. Ngôn ngữ trong sáng, tiếng Việt nói hiểu nhau thì sử dụng, đơn giản vậy thôi, là ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam. Ok, rồi xong, giờ trở lại cho mấy ông thần nước mặn, hội đồng thành phố, cứ bực quá bực, là bực cái hội đồng thành phố. Mình không ngờ là Kimberly Hồ, doctor, một ông đốc, một bà doctor, một ông gì, kỹ sư, đó, Chris biết là Charlie Nguyễn Mạnh Chí kỹ sư và đã từng sinh hoạt. Charlie Nguyễn Mạnh Chí là ra sinh hoạt về chính trị, về cộng đồng với Chris là tới 30 năm trước rồi. Mình sao không rồi. Có coi nguyên một cái buổi họp, cho nên mình sao không, mình sao chỉ thấy một đoạn. Cái phần đó không là mình không còn biết. Bây giờ, mà Chris nói xin lỗi, Michelle, chúng ta làm gì làm. Khi mà chúng ta đại diện cho cư dân, đại diện cho lá phiếu, chúng ta phải có cái khiêm nhượng. Chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta phải biết patient, phải biết chờ đợi khiêm cung, chờ đợi lúc nào chúng ta nói. Và nó không cần phải chứ quý vị hằng học, quý vị giống như hai người đi bán cá bán tôm vậy đó. Tại vì ông bà mình nhiều khi nói là giận mất khôn đó. Cho nên bất cứ giờ mình ở trong một cái tình huống nào thì mình cũng nên đè nén cái cảm xúc của mình, tại vì cái cảm xúc là nó tự nhiên nó có thôi. Lúc mà mình tức giận hay là mình bị đè nén hay mình bị ức hiếp hay là mình bị bây giờ đã cứ hỏi mà sao nhá, giận thì mất khôn. Để cứ hỏi làm sao, chuyện gì nó xảy, chuyện gì nó kéo đến cái ngày hôm nay nó nặng nề mà nó xung khắc quá ư là tàn bạo. Mình dùng chữ tàn bạo, hai người này cái xung khắc đến kể cái chữ là tàn bạo luôn á. Lúc trước Chris thấy là cách đây từ 4-5 năm nay, trước khi Nguyễn Mạnh Chí vô nữa, mình cũng thấy Nguyễn Mạnh Chí ủng hộ Kim Ly Hồ, Nguyễn Mạnh Chí ủng hộ Trí Tạ, đó ba người đó là giống như là ba người rất là thân, bộ ba đi đâu cũng thấy ba người. Vì cái gì mà tự nhiên bây giờ là Kimberly Hồ lại trở, không phải mình dùng trở mặt mà tách ra và đối đầu với lại Tạ Đức Trí, cũng giống như đối đầu với Charlie Nguyễn Mình Chí. Mình sao không có theo dõi, nhưng mà mình sao nghĩ phải có một cái nguyên nhân nào đó. Chứ thật ra đó thì trên cái vấn đề chính trị thì chắc phải có một cái nguyên nhân nào đó cổ mới ra, tại vì cổ ra là thấy cổ cũng đơn độc, tự tranh đấu cho những cái gì, cho những cái sự suy nghĩ của cô ta. Nhưng mà Michelle không có theo dõi thật sự, với to be honest with Chris, là Michelle không có theo dõi chuyện ở thành phố Westminster. Nhưng mà Michelle có nghe thoáng là có một số người nhân viên như là manager hay là cái gì trong thành phố họ từ chức, hình như 2-3 người từ chức mà cô Kimberly Hồ cổ biết tới cái chuyện đó, và hình như là vì lý do những người đó từ chức rồi có nói chuyện chia sẻ với cổ, cho nên cổ tính nói chuyện bức xúc nữa. Không sao, cứ nói cổ với bức Chris. Xúc rồi cổ thấy rằng là cái có thể theo cái sự nhận định của cổ là cái vấn đề đó cần phải được đem ra để mà nói chuyện với lại bàn lại, rồi nhiều khi khi mà họ đem ra họ bàn luận thì họ không có giải quyết được cái vấn đề, rồi họ lại tấn công nhau, là tại vì có thể bên đây nói rằng là tôi không có sai, nhưng mà cô này cổ lại nói là no, tôi không có sai, tôi làm đúng hay gì, thì nó mới từ từ rồi nó mới ra nặng nề như vậy. Mình sao không, một lần nữa nha quý vị, mình sao không biết tại sao nguyên nhân như thế nào. Vâng, bây giờ nó sâu xa. Mà riêng cá nhân Michelle thì Michelle rất là tôn trọng nghị viên Kimberly Hồ, là tại vì người phụ nữ từ trước tới giờ Michelle rất là thích những người phụ nữ mà có kiến thức và có dám đứng ra như vậy, mà nghĩa là đối đầu với tất cả, đối phó với phía bên kia, thì cổ cần phải có hậu thuẫn, cổ cần gì. Mà lúc mà cổ đứng ra đó thì Michelle thấy cổ lên đài cổ khóc có một lần đó, thì Michelle cảm thấy rằng là Michelle cũng mũi lòng dạ, là tại vì cổ đơn độc, cổ ra cổ chống lại với phía bên kia hai người rồi. Thật sự ra là Michelle thì là phụ nữ, cho nên là lúc nào cũng binh vực phụ nữ. Bây giờ phụ nữ vùng lên ở cộng đồng chúng ta có cái chữ recall nghe quen tai lắm, ai cũng thích tự nhiên tao recall
hết rồi không biết chữ recall nó có giá trị không nữa. Thật sự tôi không thích đó. Thì thời ông Tổng thống Trump cũng là động chút là recall. Bây giờ Việt Nam mình đó nghiện, mình dùng chữ nghiện recall. Thấy không thích là một nhóm nào không thích cái người nghị viên, không thích cái dân cử nào. Recall, kỳ vừa rồi đó, recall ông Tạ Đức Trí, Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Kimberly Hồ. À, năm ngoái, năm nay chứ, vừa rồi này, tháng 5, tháng 6 vừa rồi là có một cái nhóm đứng ra làm recall, rồi mấy ông kia tưởng đâu là sẽ trống ghế thắng, sẽ recall được. Mấy ông kia đâm đơn, năm ngoái không? Đâm đơn vô, mấy ông đâm đơn vô để mà ứng cử, rồi recall không được. Rồi bây giờ Kimberly tách riêng ra thì recall Kimberly, rồi giờ bữa nữa recall Kimberly xong rồi bắt đầu recall ông Nguyễn Mạnh Chí, rồi nhóm bên này recall, nhóm bên kia recall. Thế rồi chúng ta gọi là cái cử tri Việt Nam chúng ta nó gọi là nghiện gì đó. Trở lại vấn đề, Michelle cũng xin nhắc lại là quý vị nếu mà xem cái chương trình của Michelle thì Michelle chỉ chia sẻ là trước khi quý vị, nếu mà quý vị không có nắm vững một cái vấn đề nào đó mà chỉ vì ô nghe trên đài, chương trình YouTube nói cái này nói cái kia rồi này kia, quý vị nên nhớ là những cái YouTuber ở đây ai cũng kiếm tiền trên cái view của quý vị đó nha quý vị. Cho nên đó là quý vị phải dùng những cái bằng chứng cụ thể để quý vị quyết định là quý vị có ký hay là không ký một cái tờ phiếu nào đó. Chứ không phải là người ta gõ cửa nhà mình rồi người ta nói cái gì mà như là chọc tức mình lên, nghĩa là đẩy mình lên đó. Thì mình sẽ chỉ khuyên quý vị như vậy thôi, chứ cũng như mình sẽ trả lời cho những người mà gọi anh em mình hỏi là bây giờ tôi có ký không của mình sao, bây giờ họ tới họ nói vậy, cái mình sẽ nói cháu không có thể nào mà hướng dẫn cô là nên ký hay không nên ký, nhưng mà cháu chỉ muốn biết là những lời của họ nói với cô á, cô kiểm chứng lại có đúng sự thật hay không. Đây, nếu mà đúng sự thật á thì cô ký, còn nếu mà cô không chắc là sự thật thì bút xa gà chết. Trước quý vị nên nhớ, ở đâu cũng vậy, trước khi quý vị đặt bút, quý vị ký một cái gì là quý vị phải biết rằng bút xa gà chết, cũng như trước khi mình nói ra cái gì mình phải ông bà mình nói uống lưỡi bao nhiêu đó mới nói ra, mà cái đó còn đỡ, cái lời nói ra còn đỡ, còn cái này quý vị đặt bút xuống ký là bút xa gà chết. Cho nên quý vị phải biết chắc là mình ký cái này nè có đúng hay không, là tại vì nhiều khi biết người ta có như vậy thật hay là không. Vâng, để cho những nghị viên ở trong thành phố bây giờ là ăn thua đủ với nhau, mình thấy nó rất là bể bàng, nó trơ trẽn và nó hạ cấp. Mình không thể nào tưởng tượng được mà hai nghị viên, một nghị viên dùng ngôn ngữ đó, rồi một nghị viên dùng cái hành động, cái hình ảnh đó, nó tục quá. Cái vị có con mà Chris biết, quý vị, hai nghị viên đó, người nào cũng có con, có cái, phải không? Rồi quý vị, anh nói sao với con cái đây? Rồi quý vị, đó là nói ở trong gia đình, là quý vị đã muối mặt với con cái, với vợ con, với vợ chồng của chính của quý vị, hai nghị viên này rồi. Rồi quý vị, làm sao anh nói với cộng đồng đây? Làm sao anh nói với cử tri đây? Rồi anh nói với sao với cư dân của thành phố Westminster đây? Quý vị thấy quý vị, cái đạo đức của quý vị có đủ để mà tiếp tục ngồi lại không? Có nên ngồi lại không? Vì những cái tôi riêng của quý vị, những cái nóng giận của quý vị, những cái hả hê của quý vị hành động như vậy, ảnh hưởng cả một cái cộng đồng của chúng ta, nhục nhã lắm, chứ không phải không đâu. Là rất là mắc cỡ. Chris coi cái đây chưa từng thấy một người dân cử nào mà chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ luôn, chứ đừng có nói Westminster. Michelle không biết là Chris coi cái đoạn video nào mà hi bức xúc quá như vậy quý vị. Chắc riêng Michelle thì Michelle chưa có coi rõ lắm, cho nên Michelle cũng có Chris coi cái hình. Chỉ có là hôm nay Michelle có nhiều cái đề tài Michelle soạn để mà Michelle chia sẻ với quý vị về chính phủ tông tông bù nhìn của chúng ta, về nhưng đã tông tông bù nhìn mà của chúng ta của đảng dân chủ, tông tông bù nhìn đó thì của chúng ta đi, của chúng ta đi, tông tông bù nhìn của chúng ta, để mà chúng Michelle đem chia sẻ với quý vị là ổng ký ngân sách như thế nào, ổng xài tiền của
của thuế của dân như thế nào, như là một cái chế độ cộng sản như quý vị lâu đại, vì bây giờ đó là họ là cái họ, cái bên đảng Dân Chủ họ nắm là cái số phiếu là 219 trên 212 rồi, cho nên là cái luật gì mà cái ngân sách gì nó họ đưa ra, cái luật gì họ đưa ra là chuẩn hết á, bên bên cái đảng xanh đó, cho nên nó là mình có nhiều cái mình cũng bức xúc lắm, mình muốn chia sẻ với quý vị, nhưng mà anh Chris nhà ta đã bức xúc hơn Michelle vì một cái video clip đó mà dành hết thời gian của Michelle rồi. Thôi để hẹn cái kia tổng quá cái kia rồi sao nha, đâu có những cái mà Michelle rất là bức xúc là... giờ quen luôn thấy bảo đảm luôn rất là bức xúc về cái vấn đề mà mình ở cái xứ mình chạy nạn cộng sản bao nhiêu năm nay mình qua đây, mà bây giờ đó con cái người ta đi học ở trường á, cái chương trình đó nó dạy như thế nào mà người parent bây giờ lên tiếng không được. Bây giờ á bên á chính phủ của tổng thống bù nhìn Biden nói là những người mà parent mà nêu lên cái chương trình dạy này kia rồi chống đối này kia là được quy vô cái tội giống như là khủng bố tại nhà, khủng bố tại nhà cái bằng domestic terrorist gì đó, mà trong khi á là cha mẹ là họ có nhiệm vụ họ họ involve vô cái chương trình dạy dỗ con họ như thế nào, thì bây giờ trong khi đó là nạn là cướp bóc nè, nạn là vượt biên giới qua nè, đem vô bao nhiêu cái tệ nạn xã hội nè, rồi buôn người nè, những cái đó đó thì họ không gọi là cái đó là một cái tội hình. Mà bây giờ những người bây giờ FBI được lệnh là mở hồ sơ ra để theo dõi và bắt bớ những người bậc cha mẹ phụ huynh mà interfere vô cái chương trình dạy dỗ của cái đó, thì cứ xấy như thế nào. Nhưng mà thôi, để tuần tới đó mình sẽ có nhiều thời gian để mình sẽ chia sẻ với những cái sự bức xúc của Michelle về những cái vấn đề đó, thì mình sẽ thấy nước Mỹ của chúng ta đang trải qua một cái thời gian thử thách, một cái thời gian thử thách, và chúng ta có vượt qua hay không là do quý vị đó, từng người trong chúng ta, cái sự tôn trọng chính nghĩa của quý vị thế nào. Là tại vì sự im lặng là đồng lõa đó nha quý vị. Nếu chúng ta im lặng, chúng ta không có tích cực để mà chúng ta lên tiếng nói của chúng ta. Vâng, đảng Dân Chủ và cái nhóm lãnh đạo của đảng Dân Chủ nói như thế này, và nhất là truyền thông báo chí nó đang tuyên truyền và nó làm cho chúng ta nản đi. Nó làm cho những người mà yêu chính nghĩa, yêu cái đất nước này, thật sự muốn cái đất nước này cường thịnh và muốn hy sinh cái trí lực, tài lực, giống như Tổng thống Donald Trump, nó muốn chúng ta nản đi, đường nào cũng thua thôi, khỏi bầu, đi bầu. Yeah. À, cái đó là cái mà cái cũng có nhiều phần trăm nó bị như vậy. Nghĩa là chưa ra trận mà đã chịu thua rồi. Ra trận mà đã buông súng rồi. Đó, quý vị, đừng bao giờ nghe những cái đài đó. Ok, đừng bao giờ nghe và hãy giữ vững niềm tin. Chúng ta tiếp tục đi bầu cho sự chính nghĩa. Đó là Tổng thống Donald Trump, đó là Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa là gì? Nó chủ trương bảo thủ, bảo vệ cái hiến pháp, bảo vệ cái giá trị đạo đức của gia đình, giá trị đạo đức của văn hóa chúng ta, giá trị đạo đức của tất cả những con em chúng ta, từ trường học cho tới ở trong nhà. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa phải là Đảng Cộng Hòa chuyên chính nha quý vị, chứ không phải là Republican, phải là Republican chuyên chính chứ không phải là Democrat nha quý vị. Ở đây đó chúng ta có nhiều khuôn mặt gọi là Democrat lắm nha, quý vị phải cẩn thận điều đó. Vâng, ban đêm đó cũng làm gì ta? Là nhắc tới món bún xu của nhà hàng cô Bảy đúng không? Nhưng mà ban đêm cô Bảy đâu có mở cửa đâu không? Cô Bảy là đóng cửa sớm quá, chứ nhiều khi chiều á muốn thèm ăn món bún xu của cô Bảy mà nhà hàng cô Bảy đóng cửa rồi. Anh em chúng tôi đó là nhà làm khách hàng thường trực của nhà hàng Sông Lô đã có trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta mấy chục năm nay, và nhà hàng của cô Bảy thì lúc nào cũng có những cái món ăn Việt Pháp rất là ngon, và đặc biệt là nơi quy tụ của những người chính nghĩa như anh em chúng tôi, cho nên chúng tôi rất là ưa thích. Nghe câu đó hay quá. Vâng, cảm ơn quý vị, là chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là vui, thật là khỏe, và chúng ta hưởng một mùa thu rất là đẹp, an nhàn.
và cái chuyện những cái chuyện tiêu cực nó sẽ qua đi thôi, rồi cũng sẽ có những người giải quyết và chúng ta cũng nên cùng nhau giải quyết cái vấn đề, những cái gì mà nó không xung khắc nhau chúng ta nên giải quyết và giải tỏa, và nên làm gì làm, hãy đoàn kết lại. Và Chris rất là mong cho bốn nghị viên đó ngồi lại với nhau một lần và nói ra những cái ấm ức của mình, những cái ý tưởng của mình, nó khác nhau cũng được, chúng ta phải chấp nhận cái khác nhau để chúng ta tìm được một cái giống nhau. Vâng, cảm ơn quý vị, chúc cho quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc dưới hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị.